Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Sagu đây. Và trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là hai đồ tể và hai đấu sĩ nha. Với Cho'Gath 2 sao và đi chung với cái xấu Kled cũng như là Kayle 1 sao nha mọi người. Và lúc đầu game á là mình cũng đang có được một lô bạc cũng khá là ngon luôn, đó chính là hộp quà Pandora nha. Nó giúp cho mình vẽ trang bị á, cứ gọi là như hacker, như họa sĩ luôn á. Ông này là một cái form bài 4 Ionia với Zihin 2 sao, Ire, Z và Set à. Mình thắng nổi chúng ta. Có lo nào Kayle ơi, quạt đi bạn ơi. Khó này mà, Zin bắn đúng đâu luôn á thề. Thua rồi. Đánh Caro luôn mà, ai da. Có điểm mà anh em ơi. Lúc đầu game thắng trận xong rồi thua trận tiếp. Cái trận xong rồi thắng nữa nha, lại tiếp tục cái chuỗi series mà đánh đánh Caro của Bill Sagi gì đó. Ai da. Cơn này đánh Caro ác luôn anh em ơi. Mà không sao nha, tại vì hiện tại là mình cũng đang muốn làm một cái form bài meta. Tướng bài tiền carry cũng đang rất là mạnh luôn á, nhưng mà lại cực kỳ dễ chơi. Đây chính là bài Asan carry và đi chung với Sorima và Thiện Xạ nha mọi người. Và chắc chắn rồi, trước khi mà mình làm video meta thì anh em ơi hãy đừng quên check ngay cho mình cái phần bình luận để ghi ở phía dưới nha. Tại vì mình có để một cái đội hình chuẩn á để cho mọi người cùng xem qua tham khảo nha. Cái đội hình đó là sẽ không cần ấn lỗi hay là biến hệ gì cả nha mọi người, chỉ cần đúng tướng đấy và đúng level anh em bỏ vào sẽ là ok thôi nha. Tại vì mình đang muốn cái form bài của mình chơi á nó sẽ là chuẩn nhất, nó sẽ là dễ tham khảo nhất so với cái form bài đội hình chuẩn của mọi người xem tham khảo á, để cho anh em chơi meta cho nó dễ hơn. Ông này là Ori, As, Cho'Gath và Vi à. Đừng có nói là thắng nha anh em ơi, thắng là Caro thật sự luôn á. Ây à, thắng thật anh em ơi, ông này yếu quá. Một khởi đầu rất là suôn sẻ trong ngọt kép nha mọi người. Khổ thiệt hả chứ. Ok, thắng được luôn. Và khi mà mình làm video meta là mình sẽ hạn chế nhất có thể luôn cái việc mà lấy thêm ấn lõi hay là biến hệ nha. Và cũng như là ngược lại khi mà mình làm ý tưởng nè, thử thách hoặc là đồ dị thì mình sẽ cố gắng mình lấy thật là nhiều ấn, lấy thật là nhiều lõi biến hệ và cũng như là thì vàng nữa, để cho cái đồ hình khi mà mình làm ý tưởng đồ gì á nó sẽ là mắc binh nhất luôn á. Anh em xem cho nó mạng cái đồ nhãn chứ. Còn mà mình làm meta là mình sẽ cố gắng mình chơi một cách bình thường nhất nha, để cho anh em tham khảo á, vào rank chơi thì ai cũng chơi được cả. Đây, có Asan luôn anh em ơi. Và cái trang bị kháng phép này mình cũng đang rất là còn luôn á. Tại vì khi mọi người chơi tướng 3 tiền carry á, anh em chỉ còn quan tâm cho mình hai điều thôi. Thứ nhất là tướng 3 tiền phải là 3 sao. Thứ hai, tướng 3 tiền phải có 3 đồ chuẩn nha. 3 đồ chuẩn ở đây có nghĩa là 3 trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất đối với nó nha mọi người. Tại vì thật sự là trang bị để mà xài được á, thì có rất là nhiều. Với bộ tướng đam vật lý đúng không? Thì nó sẽ có vô cực nè, huyết kiếm, rồi cuồng đao, cuồng cung, các kiểu rồi nhiều lắm anh em ơi, kể không hết. Tướng phép cũng là như vậy và tướng tăng á, cũng là như vậy nha. Thì cái combo 3 trang bị ở đây có nghĩa là 3 trang bị chuẩn nhất có tỷ lệ thắng cao nhất nha mọi người. Và đối với con Asan này nó sẽ là vô cực, diệt khổng lồ cũng như là bay ti nha. Đang có tỷ lệ thắng lọt top phải gọi là cực kỳ cao luôn. Thắng ở đây có nghĩa là top 1, còn lọt top là top 4 nha mọi người. Từ top 4 trở lên nha. Combo 3 trang bị vô cực, diệt khổng lồ và bay ti là cao nhất hơn. Còn những cái combo như là kiếm tử thần nè, rồi huyết kiếm nè, bàn tay công lý nè, hoặc là cuồng đao á nha mọi người, thì nó cũng xài được thôi, nó cũng rất là ok. Nhưng mà tỷ lệ thắng khi mà chơi á nó sẽ không cao bằng cái combo trang bị của mình đang xài nha. Và một cái khởi đầu cực kỳ suôn sẻ luôn anh em ơi, đánh Caro 4 trận liên tục rồi, thắng thua. Ui, đúng là cái chủ đề của kênh Biosegi luôn á, đánh Caro rất là ác nha mọi người, hư cấu thật luôn á chứ. Và cái form bài của mình đang muốn hướng tới là một cái form bài có Thiện Xạ nè và có Surima là chủ yếu nha. Và khi mà chơi tướng 3 tiền carry á, mọi người sẽ cần roll nó tầm level 7 á anh em ơi, để mà kiếm 3 sao cho nó dễ. Với lại là mọi người lên tầm level 7 á thì sẽ có tỷ lệ ra tướng 4 tiền, tỷ lệ ra tướng 5 tiền cao á. Thì anh em roll tướng 3 tiền anh em sẽ bắt tướng 4 tiền luôn, có thì kèm một cái form bài cũng khá là ổn á. Ông này là hư không. Mặc dù là mình đang có Asan carry rồi tướng 3 tiền nhưng mà cái form bài của mình cái dàn tăng nó không ổn cho lắm nha mọi người. Mình lắp hết luôn cái trang bị của mình đang có rồi đó, như là vô cực nè, như là 3T nha.
Và nếu như mọi người nào mà xem tới hay á, hãy đừng quên để lại một like đến cái kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất, động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Hồi bữa giờ là cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là tại sao gọi là không đăng meta nhiều. Thật sự là không có meta để mà đăng luôn á nha mọi người. Nếu như mà xét về cái độ meta hồi mùa 8 hoặc là hồi mùa 7 á, thì cái mùa 9 này đang rất là ít meta luôn, thật sự. Tại vì meta nó xoay quanh những cái vị tướng 4 tiền đang hot á, như là bài Yesu, Kai'Sa, rồi các kiểu anh em ơi. Nó chỉ có nhiêu đó thôi. Còn mùa 8 á, thì con nào cũng là carry được cả, từ tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền, 5 tiền luôn á nha. Nên nói chung là meta thì mình vẫn đang cố gắng mình tìm hiểu từng ngày nha. Và nếu như mình thấy một cái form bài meta nào đó mà nó đang hot, đã chơi được và thật sự là không phải là những cái meta mà mình đã làm rồi á, thì mình sẽ đăng lên cho mọi người cùng xem nha. Tại vì hồi trước đây là mình đã làm rất là nhiều meta rồi, từ tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền nha mọi người. Con này cũng có cả từ tướng gọi là biến thể luôn á. Tại vì một vị tướng mọi người nên nhớ nha, nó sẽ không chỉ có một cái meta khác nhau, mà nó còn có từ 2 tới 3 cái meta. Thật sự là chơi thoải mái luôn. Anh em cứ chơi đi. Nói chung là cập nhật nó bị yếu một tí nhưng mà chơi được vẫn được thôi. Đây, bỏ tay Lyra vào, đi chung với Aisam và con cá sấu này kích luôn là 3 series mai nha. Thăng hoa lên đó mọi người. Sau 8 giây được thăng hoa, tăng thêm máu tối đa nè, tăng thêm hồi máu nè, cũng như là tăng sát thương, tốc đánh các kiểu gì đó. Sẽ khá là bá cho một cái vị tướng 1 tiền, nhằm 3 tiền 1 sao đang cầm 3 cái trang bị lớn như này. Đây nha mọi người, đây là combo 3 trang bị đang có tỷ lệ thắng cao nhất của con Aisam này nha. Ok, cho gách kẹp nè, Aisam gồng lên bắn nè. Cái điểm yếu duy nhất của con Aisam này đó chính là mỗi khi mà nó xài kỹ năng nó gồng rất là lâu. Nó gồng rất là lâu luôn ở đây mà. Nhưng mà khi nó gồng xong á thì nó sẽ bắn gây được một lượng sát thương rất là lớn nha. 6 phát đạn liên tục về phía chúng, gây sát thương các kiểu lên, xong mà có chí mạng nữa. Đó là lý do tại sao mình lắp luôn cái vô cực kiếm nha mọi người. Vô cực nè, găng bó thạch nè, nó sẽ có chí mạng kỹ năng nha. Vô cực là chí mạng về sát thương vật lý nha mọi người. Còn phép là găng bó thạch thôi. Ấn Surima tiếp tế trang bị với lại sức mạnh khổng lồ. Ron thôi mọi người ơi. Ấn Surima nhìn có vẻ rất là ngon nhưng mà thôi chịu rồi, mình không có lấy ấn được. Nhận một quyền năng khổng lồ, quyền năng phi thường, lửa kiếm uy lực. Cái này ngon hơn đó anh em ơi. Nhận một kiếm bếp. Và tướng nào mà đang cầm kiếm bếp được tăng thêm đam. Và con Aisam của mình đang có vô cực nè, đang có gì khổng lồ nè, đấy gấp được canxi luôn, cái gì nữa. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái góp ý gì hoặc là yêu cầu gì muốn mình làm thêm thì hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha, để mình có thể đọc được hết tất cả bình luận của mọi người và thực hiện từng cái một thôi. Nói chung là ý tưởng của mọi người đưa ra cho mình thì nó vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà mình cứ xin anh em thêm ý tưởng thôi. Tại vì càng nhiều mình làm càng dễ mà. Mình thấy cái ý tưởng nào mà nó hay thì mình sẽ lưu lại nha, xong rồi mình sẽ vào mình săn thôi. Săn cái nào ra trước thì mình sẽ làm trước nha. Nên nếu như mọi người có đưa ra ý tưởng cho mình mà chưa thấy mình làm thì cũng rất là mong anh em có thể thông cảm cho mình. Tại vì cái tựa game này là tựa game đấu trường nhân phẩm ở đây mà, là phải làm thử thách nào hoặc là làm ý tưởng nó phải dựa vào nhân phẩm rồi. Cái chọn nó ra thì làm rất là dễ, tại vì ý tưởng nó sẽ chia ra là khó hoặc là dễ nha mọi người. Cái ý tưởng khó nếu mà nó tự ra thì làm cũng rất là dễ luôn, làm tầm vài tiếng là xong rồi. Còn mẹ ý tưởng dễ nếu mà nó không ra thì chắc làm cả ngày cũng chưa xong nữa, khó cực. Còn có mấy cái quại lõi mà xây bài tự động hoặc là khước quỷ dữ rồi xây bài cái kiểu kết hợp đi chung với nhau anh em ơi, thì mấy cái lõi đó thì không săn á, không phải là tính bằng tiếng, không phải là tính bằng ngày nha mọi người, mà là tính bằng tuần á, thật luôn. Combo khước nè, xoay bài nè, rồi combo khước đi chung với động lực cuối cùng nè, đấy là cái đó là phải tính bằng tuần đó nha mọi người. Săn cực kỳ khó ra, tại vì một cái lõi kim cương á nó đã khó ra rồi, mà đây là ít hai combo lõi kim cương nữa. Ông này là top 1 nè đúng không? Kata 2 sao, Viago 2, nói chung là một cái form bài của ông tướng 3 vàng 2 sao khá là nhiều. Liệu Aisam của mình có bắn được hay không đây? Tỷ đạn liên tục nè, Viago lướt xuống, Kata còn sống, xoáy liên tục, nhưng mà Aisam của mình tăng được máu rồi nha, thăng hoa lên rồi nha mọi người, bắn vẫn rất là đau. Và đó là chiến thắng chủ thắng 4 tròn liên tục luôn cho mình rồi. Tuyệt vời. Thì hồi ngày qua sao á, ngày qua ngày kia đó em ơi, thì Riot đã chính thức thông báo là nớp lại, fix lại cái box set
cái boss game của Seth đó nha mọi người, là bất tử á. Nhưng mà trong sáng ngày hôm nay hoặc là tối ngày qua á, thì cũng có rất là nhiều anh em bình luận ở trên comment cũng như là mình lướt ở mạng xã hội mình thấy á, là nhiều anh em vẫn còn chơi được cái lỗi game đó. Mình không biết là cái cách kích hoạt đó có tương tự như vậy hay không, hoặc là anh em tìm ra một cách nào đó để mà kích hoạt lại, thì cái này là mình không biết nha. Tại vì cái lỗi game bất game set bất tử đó là mình không có muốn chơi nha mọi người á. Có rất là nhiều anh em inbox thẳng cho mình luôn, hoặc là bình luận ở phía dưới á, kêu mình hướng dẫn hoặc là kêu mình làm đi cho mọi người xem á. Nhưng mà mình xin đành phép từ chối nha mọi người. Cái đó mình làm không được, tại vì nó sẽ ảnh hưởng trải nghiệm game rất là nhiều. Và nếu như mà mình làm á, thì sẽ càng nhiều người biết hơn nữa. Mình cũng không có muốn cho lắm. Còn cái lỗi cái bot game mà Zodo bán tướng để mà kiếm được mấy chục vàng cái trăm vàng á, thì cái đó anh em muốn làm thì thoải mái luôn, tại vì nó rất là khó để mà làm luôn á nha. Và nếu như mà mình nhớ không nhầm á, thì đã bị fix rồi thì phải. Fix rồi anh em ơi. Bán tướng Zodo 2 vàng 4 sao được 5 mấy vàng. Cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là bán con fix đồ, anh nhầm, bán con HMDG 4 sao á, thì được bao nhiêu vàng. Cái đó thì mình chưa có thử được nha mọi người, tại vì đang săn nó fix lạ rồi, chưa kịp săn luôn á, buồn quá. Bắn nè, bắn nè, bắn nè. Bắn nè. Ui dồi, chủ thắng 5 trận. Có cái quả Asan sớm như thế này ở ra đi chợ 2 chấm, cầm ba cái trang bị chuẩn sớm như thế này với cái hộp quà Pandora thì chủ thắng là dễ đó nha mọi người. Và nếu như em muốn theo dõi thêm bất kỳ một cái meta nào mới nè, hot nè và được cập nhật hàng ngày á, và hướng dẫn rất là chi tiết luôn á nha, thì hãy đừng quên để làm một cái đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Hoặc là vào các phần video đã đăng á ở trên kênh đó nha mọi người, là em sẽ thấy rất là nhiều meta đã đăng trước đó rồi. Và mình cũng xin cảm ơn anh em rất là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh BOCG này của mình lên được một cột mốc mới, đó chính là 600.000 sub nha. Mình không biết là sẽ còn cần bao lâu thời gian nữa để mà đạt được cột mốc đó chính là 1 triệu sub, nhưng mà mình vẫn rất là mong anh em có thể cùng đồng hành với mình ở trên chặng đường này để mà chinh phục được ha. Nói chung là cũng được 60% rồi anh em ơi, 600.000 sub rồi đó, cố gắng thôi. Ông này hai sao khá là nhiều, vẫn cũng đang chơi một cái phơm bài là Aisan Carry, nhưng mà trang bị của ông rất là xấu nha. Còn trang bị của mình được thăng hoa lên nữa anh em ơi, sao mà chịu nói. Nó bắn nè. Aisan không chết là mình còn thắng đấy. Ui, điểm yếu là gồng kỹ năng rất là lâu, nhưng mà điểm mạnh cũng chính là điểm yếu nha mọi người. Gồng kỹ năng rất là lâu nhưng mà mỗi khi mà bắn được, bắn sát thương rất là cao. Có Nyzerd nè, ngon. Tại vì cái form bài này tướng tăng cơ chính sẽ là con Nyzerd và con Yavan các kiểu rồi đó. Còn tướng đam chính sẽ là con Aisan nha mọi người, Aisan 3 sao. Còn mọi người muốn phụ đam thì có thể tùy anh em thôi. Kẹp Afe và cũng được, kẹp Ash và được kích cái hệ Freljord này cũng được. Kẹp như nào là tùy anh em thôi. Tại vì cái quan trọng nhất là phải đi chung với Thiện Xạ và đi chung với Surima. Hai cái này là bắt buộc nha. Một cái là tăng thêm đam và ăn được mấy cái thằng carry hàng 3, hàng 4 của tên bạn là cái hệ Thiện Xạ. Còn cái hệ Surima nó có thêm tướng tăng cơ là Nyzerd cái 6 và thêm được một cái nội tại đó chính là thăng hoa lên nữa. Mạnh ác anh em ơi. Ok, hồi bữa giờ thì mình cũng có kêu là mọi người muốn mình làm meta nào thì hãy cứ bình luận ở phía dưới để mình ưu tiên mình làm trước. Thì cũng có rất là nhiều anh em bình luận ra cho mình cái meta thật sự là mình chưa thấy luôn á. Thì mà mình sẽ tìm hiểu thêm, mình xác nhận thêm cái đó thật sự là meta có xài được hay không nha. Nếu như mà xài được thì mình sẽ làm ngay và luôn á. Và cũng có rất là nhiều anh em bình luận những cái meta mà mình đã làm rồi á. Anh em cứ lên YouTube, anh em search là tên là Biosagi á, cộng kèm với tên meta hoặc là tên thử thách mọi người muốn xem là nó sẽ ra thôi. Còn nếu như mà nó chưa ra thì mình chưa làm thôi nha mọi người. Ông này là một cái phơm bài hư không đi chung với lúc pháp sư. Aisan vẫn đang bắn rất là cháy nha, gồng nè, bắn nè, một phát là chết ba đứa nè. Và đó mới chỉ là Aisan 1 sao thôi đó. Nếu như mà Aisan 3 sao thì chắc là có một con quái vật ở đây em ơi. Loại 3 tiếp tục là loại vàng à. Trông gà là hó cuốc, mầm bệnh và nắm rõ đối thủ à. Cái nào nó cũng cùi cùi vậy. Hồi mana, di sản Surima. Cái này cũng được phết nhờ. Nói chung là nó sẽ chịu hồi cái điểm mặt trời ấy mọi người.
lấy luôn đi ha. Ô, Aisan 2 sao nè, ngon đấy nhờ. Được đấy, nói chung cái lỗ mà mình vừa lấy á, nó sẽ chịu hồi ra một cái điểm mặt trời và nó gây sát thương á, nó bắn á, như là cái điểm mặt trời con AZ đó nha mọi người á. AZ nó dựng cái điểm mặt trời lên á, thì cái này nó không có cần dựng luôn, nó bắn thẳng mặt luôn. Thì sát thương á, nó sẽ tùy theo vòng đấu nha. Ở lúc đầu game á, nếu như mọi người lấy sớm thì sát thương nó sẽ là thấp. Còn nếu như mà mọi người lấy ở tầm ở cuối game như mình nè, tầm ra 4 chấm á, thì sát thương nó sẽ tăng dần đều theo thời gian nha. Ra 4 chấm sát thương sẽ là khác, 5 chấm, 6 chấm hoặc là 7 chấm nha mọi người á. Sát thương càng ngày á, nó sẽ càng cao thôi. Aisan 2 style nè. Ủa nó gọi nó bắn ác không anh em ơi. Đó, để mà chờ bắn anh em thấy không. Đầu phết chứ không có đùa được á. Aisan gọn bắn nè. Uầy, đâu nhờ cái điểm mặt trời đó bắn hơi bị đau á nha mọi người. Mình thấy nó bắn một phát là toàn vài trăm đam không à, ổn áp phết đấy, không đùa được. Ok, bỏ đồ vào cho em nó luôn. Đây, tạm thời là như vậy nha. Nếu như mà mọi người chơi một cái form bài Aisan Carry thì tầm mới level 7, thì đây là một cái form bài rất là chuẩn luôn rồi, để cho mọi người cùng chơi. Thiệt luôn á, rất là chuẩn luôn rồi. Nếu như mọi người có thể roll kiếm được mấy con như là Kasante hoặc là AZ á, thì thay vào nha. Kasante á, thì thay vào con Taylia hoặc là con Nezut cũng được. Còn con AZ á, thì thay vào con Kassofa nha mọi người. Nói chung là lúc đầu game á, khó kiếm tướng 4 hoặc 5 tiền lắm. Nên mình mới nói á, là các form bài tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền như hồi nãy á, là có thể là chuẩn nhất ở tầm level 7 nếu như mọi người chơi một cái form bài Aisan Carry nha. Và anh em đừng lo, mỗi khi mà mình làm meta là mình sẽ hướng dẫn rất là kỹ luôn, từ tướng tăng cơ, tướng đam, trang bị như nào và roll ở tầm level nào nha. Và quan trọng nhất là cái form bài kết hợp như thế nào anh em ơi. Tại vì cái form bài của mọi người nó cần phải có hai yếu tố tiên quyết luôn, bắt buộc phải có nha. Một là cái dàn tăng của mọi người nó phải có, và nó phải có thật sự là nhiều luôn á. Thứ hai là tướng carry. Đấy, đó là lối chơi cơ bản nhất luôn ở tất cả mọi đội hình, là tướng tăng và tướng đam nó phải đều nhau. Đam mà nhiều quá mà tăng không có thì cũng đi, mà tăng nhiều quá đam không có là cũng đi anh em ơi, phải đều thôi. Còn nếu như mọi người lên được tướng 4 hoặc 5 vàng 3 sao thì mình chịu thôi. Cái đó thì không có nói làm gì nữa. Taylia 2 sao cứ lên luôn cho em nó nha. Nếu mà giữ được cái chuỗi thắng này lâu lâu một tí cũng được. Đang chủ thắng 9 trận ngon quá mà. Đây là được một cái lượng tiền lãi cũng ổn áp phết đấy mọi người à. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình roll nó tầm level 7 nha, để kiếm Aisan 3 sao. Hồi trận này mình chết sơ qua thì cũng đang rót lít người chơi luôn cái bài Aisan Carry này, nên có thể là mình lên được Aisan 3 sao sớm á, hên xui thôi mọi người. Tại vì cái này là game nhân phẩm, có phần trăm. Nãy roll nó hên xui à. Aisan nè, kích hoạt cái hệ thiện xạ nè. Tướng tăng cơ của mình đang có là Nezut và Siyuni nha. Mặc dù chưa có 2 sao á, nhưng mà đang cầm khá là nhiều ở trang bị lớn rồi, nên cũng ok phết á mọi người ạ. Tiện ông này đi luôn. Thì cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình luôn á, là tại sao khi mà mình làm thử thách ý tưởng á, lại không có đội hình chuẩn. Thì cái này là mình đã nói rất là nhiều lần rồi nha mọi người ơi. Chỉ khi mà mình làm video meta thì mới có đội hình chuẩn thôi nha. Chứ còn thử thách về đồ dị là mình chơi một cái form bài nó rất là ảo mai sukola luôn á. Hoặc là có khi lúc cuối game á là mình còn bán hết tướng nó để mà mình cho nó con tim á anh em ơi. Thì muốn mà đồ hình chuẩn nên lại hơi khó thật luôn á. Và mình cũng không có khuyến khích anh em chơi cái bài mà thử thách đồ dị của mình á vào leo răng làm gì cả. Nếu như mà top 1 á hoặc là lọt top thì sẽ không có chuyện gì để mà nói. Chứ còn nếu như mọi người chơi cái bài thử thách đồ dị của mình á mà nó out top á nha, thì bắt đầu hả, chuẩn bị có drama nữa là mệt lắm. Hôm nay là Vilcox 3 với Kai'Sa 1 sao đang cầm hai cái trang bị lớn carry. Aisan của mình đang bắn rất là lực luôn. Nói chung cái dàn tăng của mình bây giờ bái khóe rồi, chỉ cần Siyu 2, AZ 2, Nezut đã 2 sao rồi nha. Nhưng mà cầm thêm trang bị lớn nữa thì quá tuyệt vời luôn anh em ơi, như vậy là quá đủ rồi. Ui dồi, AZ luôn nè, ngon.
Bây giờ chỉ còn Ronald con CU2 đang cầm ba cái trang bị lớn nè, cũng như là Aisan, Baisan nha mọi người. Cái hệ Freljord này nếu như mọi người chưa biết á, thì mốc 1, mốc 2 á, nó sẽ giảm giáp và giảm kháng phép tên bạn nha, sau 8 giây khi mà combat. Mốc 3 á, nó sẽ tăng cái mana khi mà xài kỹ năng lên của tên bạn. Và mốc 4 á, nó sẽ làm chón nha. Mốc 4 là cao nhất rồi nha mọi người. Tại vì cái hệ Freljord này á, chỉ có 3 con thôi. Nếu như mọi người muốn kích mốc 4 á, thì phải có thêm một cái ấn hoặc là một cái lõi biến hệ nữa thì mới đủ được. Ok, à, sao nè bạn ơi, ra nốt cho tôi đi. Giờ van nó ra còn nhiều hơn Aisan nữa. Nếu như mà lúc đầu mình không thua thì chắc là bây giờ mình bung hết tiền luôn anh em ơi, để mình lên được Aisan 3 sao á. Mình thử tới 100 máu luôn á chứ, nhưng mà hơi tiếc về cái trận nào mình thua rồi. Mình thua tầm 2-3 trận lúc đầu game rồi đó, thắng thua á. Đánh cho rô ác thiệt. Ông này level 8 hơn 40 tiền, cũng giàu phết đó mọi người, không đùa được. Mình thắng nổi không đây? Cứ gọi là áp đảo luôn. Đại sư. Và mọi người đừng lo nha, hiện tại là mình vẫn đang tìm hiểu thêm rất là nhiều meta mới. Và chỉ cần có cái meta mới leo răng được và ok thì mình sẽ làm ngay và luôn cho mọi người cùng xem. Tại vì mình không có muốn đăng mấy cái meta mà nó xàm xàm bên em ơi. Không có để mà leo răng được á. Và đó là những cái meta chế á, nó sẽ gọi là flexible tùy theo từng game. Cái đó thì hơi khó để mà chơi được, tại vì nó sẽ còn ấn các kiểu khó lắm. Ủa Aisan 8 con này, một con cuối mọi người à. Ở đây rồi. Ui xời, không lên kịp vợ. Cái thời gian mà nó lên được 3 với lại là 2 sao nó lâu ác luôn á mọi người. Tại vì muốn lên được 3 sao á thì con 2 sao cái nó phải hợp nhất lại. Xong rồi hai con đó nó phải hợp nhất lại, ba con nữa thì mới là được 3 sao. Rất là rườm rà nha. Ui này hơn vậy. Rất là rườm rà luôn á nha mọi người, nhưng mà vẫn thắng đó, hơn mà vẫn thắng đó. Đây, giờ van 2 luôn à, cứ nâng luôn nha. Tại vì bây giờ cái form bài của mình nó không có còn gì để mà nâng cấp luôn anh em ơi. Từ AZ, Nyzus, CU, tướng 4 vàng full 2 star và tướng carry của mình đang có, đó chính là con Aisan nha. Tướng 3 vàng cũng 3 star luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền và lên tầm level 8 để kẹp thêm cái hệ quân sư vào. Cái hệ quân sư này thì mình thấy nó kẹp được với hầu hết tất cả đồ hình luôn á. Thì cái này em ơi, tại vì cái hệ quân sư này á, hàng 1, hàng 2 tăng thêm giáp, khi mà khởi đầu trận hàng 3, hàng 4 á, tăng thêm đam hoặc là phép tùy theo tướng nha. Khi mà khởi đầu trận khá là bái đó chứ. Ui Aisan nó bắn kìa. Hồi nãy Aisan là 2 sao còn chủ thắng mười mấy trận liên tục được như thế này. Aisan 3 sao rồi chắc là tắt máy đi ngủ luôn được á anh em ơi. Thiệt đó chứ, bây giờ tắt máy đi ngủ luôn á chứ. Ông kia chơi có phơm bài hư không cũng khá là chiến bá đấy. Nói chung là khi mọi người có hộp quà Pandora thì anh em chỉ cần lấy tướng mình cần, hoặc là lấy tướng mắc tiền nhất á, để anh em về mọi người bán thôi. Và anh em bán thôi. Ok, được một con Hemdinger nha, cũng như là được một cái dốc gai. Cũng được. Ồ, sake chưa, tuyệt vời luôn ở đây mà. Có hai quân sư luôn rồi nha. Quá là tuyệt vời. Rồi ông top 2 à, ông top 2 đang còn là nhiều máu nhất luôn nè. Ờ đúng rồi, cái cổng của mình đang chơi á là cái cổng pháo đài bất diệt nha mọi người á. Nó sẽ cho mình một cái cờ á, đứa nào đứng xung quanh cái cờ đó là khi mà khởi đầu chọn được tăng thêm giáp và tăng thêm tốc đánh á. Cái cổng này thì nói chung là chơi leo răng thì được, chứ nếu như mà chơi để mà làm content như mình á thì sẽ không thích cho lắm nha. Mình thích nhất là cái cổng mà ba là kim cương cái kiểu, hoặc là cái cổng mà để cho mình được thêm trang bị sáng anh em ơi, thì cái cổng đó chơi nó mới phê. Máu rất là đều nha.
Chọn này thì chắc chắn luôn là mình top 2 đó. Còn top 1 hay không thì để xem thử cái ông top 2 kia có lên được tướng 4 vàng 3 sao hay không. Nếu như mà ổng lên được thì mình sẽ cố gắng mình nuôi luôn. Mình nuôi tướng 4 vàng 3 sao cùng với ổng luôn anh em. Mà khó tại vì mình chết sơ qua rồi á, ổng không có đủ tiền cũng như là không có đủ lực để mà lên được tướng 4 vàng 3 sao nha. Hồi bữa giờ là cũng có rất là nhiều anh em bình luận vào cái video cái bất game Zodo của mình đó, bán được mấy chục vàng á, thì cái đó mình nhắc lại là đã bị fix rồi á. Tại vì có nhiều anh em vào anh em fix alone, anh em test thử nhưng mà không có được, sao mà được nữa mọi người, fix rồi. Rất là xin lỗi mọi người nha, tại vì mình mới đăng luôn là sang ngày hôm sau là nó fix luôn, anh em chưa kịp test. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Và cũng có rất là nhiều anh em hồi bữa giờ kêu là cái web của mình vào nó hơi lag, với lại là khi mà trải nghiệm mua sắm á, anh em chưa có ưng ý cho lắm. Thì ok luôn, mình chiều lòng tất cả mọi người đang mua sắm tại cửa hàng BNU Store của mình luôn. Mình mới bỏ ra gần thêm 10 triệu đồng nha, để mình nâng cấp web nha mọi người. Bây giờ vào cứ gọi là bao mượt luôn á, lót chưa tới 1 giây ở trên một trang nha. Anh em vào anh em mua sắm. Và đừng quên nha, khi mà mua sản phẩm ở bên cửa hàng của mình nó còn được tặng quà kèm theo nữa nha mọi người. Một móc khóa tự chọn và cái tựa game đó cho chân lý mùa chính này. Còn nếu như mọi người mua combo móc khóa thì vẫn có nha. Hiện tại là mình mới tạo thêm là gần 20 combo móc khóa khác nhau để cho anh em có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Và mình nói thật luôn á, cái này là mình nói thật lòng luôn á nha, mình bán móc khóa không có lời. Mọi người nào mà tin á thì tin, không tin á thì mình cũng chịu thôi nha mọi người. Nếu nói mà lời nha thì một cái móc khóa mình lời được tầm hơn 1.000 mấy đó. Nhưng mà cái đó là chưa tính tiền nhân công, tiền hộp, tiền giấy, tiền băng keo các kiểu nha. Nên mình bán móc khó cho mọi người á, là đúng định nghĩa luôn là bán vì đam mê, cũng như là cho anh em có cái gọi là kỷ niệm ở từng mùa thôi. Tại vì mình đã bán gần 3 mùa rồi móc khó nha mọi người. Nên nếu như mọi người có mua thì có thể mua thêm vài sản phẩm ở bên cửa hàng của mình nữa để mà kèm theo. Cái đó sẽ là một cái động lực cũng như ủng hộ cho mình rất là nhiều luôn á. Aisan nó bắn kìa, ác chưa, xôi ôi. Ông này là còn tầm mười mấy máu thôi. Darius 3 sao à? Thà mùa này Darius 4 tiền thì thắng được mình, hoặc là Darius 5 tiền thì ok, chứ Darius 3 tiền bị nớp cũng khá khá rồi anh em ơi. Nó khá là yếu so với những vị tướng 3 vàng khác rồi. Nhất là con Garen nó, ui, con Garen đầu mùa phải gọi là siêu phẩm của siêu phẩm luôn anh em à. Ai ai cũng sẽ ban cả rất là rác. Nhưng mà sau khi mà Riot nớp một phát một thôi, biến mất khỏi meta luôn, không có ai chơi luôn anh em. Khổ thật sự Garen đó. Và mình mà nếu như mọi người có mua sản phẩm ở bên BNU Store của mình thì sẽ luôn luôn được bảo hành phải gọi là tận răng. Và mình thật sự là sản phẩm của mình đó nha, luôn luôn là độc quyền nha mọi người. Anh em không có bao giờ tìm thấy ở trên cái local hoặc là cái chỗ nào khác nữa đâu. Và đó là win ngay và luôn mà, rau 6 chấm rồi. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em, bye bye. Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng tại trang web biosagistore.com nha. Một cửa hàng thời trang của mình đang có. Thì mọi người cứ bấm vào cái link của mình có để ở dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận. Anh em cứ kéo xuống dưới nè. Đó, mọi người thích mẫu nào thì có thể lựa chọn như là áo thun dây chuyền nè, rồi áo thun in hai mặt nè, áo tăng tốc wash long nha mọi người. Áo wash long, áo sơ mi cũng như là rất là nhiều những mẫu áo độc lạ và độc quyền ở trên thị trường luôn. Anh em sẽ không kiếm được ở bất kỳ đâu cả. Giả bộ như mình thích cái mẫu này đi luôn, đúng không? Tại vì nó quá đẹp mà, in cả hai mặt rồi có cả hình Naruto các kiểu nè mọi người. Và hình này là in lụa, mát lắm. Đây, mình bấm vào đúng không? Mình có thể xem thông tin sản phẩm như là mặt trước của áo nè, mặt sau của áo nè, độ rộng size áo các kiểu nha mọi người. Rồi chất liệu, đường may, màu sắc nè. Đấy, mọi người thích đúng không? Thì chọn size nha. Ở đây nè, đó mọi người chọn size M, size LXL này, mình chọn một cái size L nha. Mình bấm thêm vào giỏ hàng. Mọi người mà thích mua nữa thì có thể thoát ra tiếp tục lựa sản phẩm và mua tiếp. Còn không thì mọi người bấm thanh toán nha. Và sau khi đã vào đây rồi mọi người sẽ còn được thêm một cái phần quà tự chọn nữa nha. Cảm ơn bạn đã mua hàng của BNU Store. Mình xin tặng bạn một quà miễn phí, hãy chọn ở đây này nha. Mọi người bấm vào đây. Đấy, nó sẽ hiện ra những cái phần quà móc khóa tự chọn nha mọi người. Và là hoàn toàn miễn phí với một đơn bất kỳ mọi người mua thì được tặng thêm. Anh em cứ mua một đơn, bấm vào đây chọn quà thôi. Giờ mà mình thích cái mẫu A-Chot này đẹp quá anh em ơi, tại vì nó mới ra mà. Mình bấm thêm này, thêm quà này và giỏ hàng nha. Đấy, là nó sẽ tự thêm rồi đó. Và tối đa
một đơn hàng được chọn một phần quà nha mọi người. Mọi người chỉ cần điền thêm thông tin, đó chính là họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, cũng như là thông tin bổ sung giả bộ mọi người muốn giao hàng vào lúc nào, thời gian nào, cũng như là cái gì ha. Và khi mọi người mua thì sẽ có hai hình thức thanh toán. Một là chuyển khoản ngân hàng nha, anh em bấm thanh toán xong rồi chuyển khoản trực tiếp qua cho mình luôn là ok. Hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Về điều kiện ở đây nè, mọi người có thể đọc kỹ hơn. Và nếu như trong lúc mọi người mua đang phân vân không biết nên chọn size gì, nếu như mọi người muốn tư vấn size phù hợp thêm thì có thể bấm vào chữ chat ở phía dưới này nha. Đấy là chat trực tiếp qua fanpage của mình nha mọi người, thì sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để tư vấn cho mọi người một cách chuẩn xác nhất về size số nha, mặc cho nó thoải mái anh em ơi. Và đó là tổng quan quá trình mua hàng tại cửa hàng busagistore.com nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và bye bye.